Ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trần Trung Hiếu, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, cùng lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã đến thăm tặng hoa chúc mừng lãnh đạo cán bộ, công nhân viên, phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí, đóng chân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tại các điểm đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm S cùng lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông đã gửi lời chúc mừng tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, các cơ quan báo chí, đồng thời ghi nhận đánh giá cao hoạt động của đội ngũ người làm báo trong việc thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Những đổi mới trong hoạt động của Hội Nhà báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng đã tạo ra những hiệu quả tích cực, ngày càng tạo dựng được lòng tin đối với các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân. Chính sự sâu sát của các nhà báo, phóng viên ở cơ sở đã cung cấp cho người dân những thông tin chính xác, kịp thời, tình hình phát triển kinh tế xã hội để các cấp, các ngành, các địa phương phát huy kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế trong thực tiễn đời sống. Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với các cơ quan báo chí nói chung và đội ngũ những người làm báo nói riêng. Đồng thời báo cáo với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh những kết quả hoạt động chuyên môn của mình trong thời gian tới. Đội ngũ những người làm báo Lâm Đồng hứa sẽ tiếp tục cố gắng, không ngừng trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ để có những tác phẩm báo chí phản ánh mọi mặt đời sống một cách chính xác, trung thực và hấp dẫn đến công chúng, góp phần vào thành công chung của sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội địa phương.